Arsenal được yêu cầu ký hợp đồng miễn phí với Rashford và Varane. Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal được kêu gọi ký hợp đồng miễn phí với Marcus Rashford và một cựu siêu sao của Manchester United. Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror, Anh. Arsenal sẽ lại bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Và cựu hậu vệ của pháo thủ Bakary Sagna tin rằng huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal nên tìm đến Manchester United để củng cố đội hình của mình. Theo Bakary Sagna, Arsenal nên nhắm đến Marcus Rashford và Raphael Varane vào mùa hè này khi họ nỗ lực tăng cường đội hình của mình. Pháo thủ chuẩn bị dấn thân vào thị trường chuyển nhượng một lần nữa trong những tháng tới khi họ tìm cách tìm đường đến vinh quang Premier League. Mikel Arteta hy vọng Arsenal sẽ vượt qua Manchester City tại Premier League sau hai mùa giải liên tiếp về đích ở vị trí Á quân. Cựu ngôi sao của Arsenal và Man City, Sagna tin rằng Arsenal nên hướng tới những ngôi sao của Manchester United. Rashford đã ghi 8 bàn sau 43 lần ra sân khi Manchester United đứng thứ 8 tại Premier League. Thành tích tệ nhất từ trước đến nay của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, Sagna tin rằng tốc độ của Rashford trong đội hình của Arsenal sẽ tàn phá các đối thủ. Cựu hậu vệ người Pháp này cho rằng vụ chuyển nhượng như vậy sẽ gửi đi một tuyên bố về tham vọng rõ ràng của Arsenal. Bakary Sagna nói với Coipo, tôi rất muốn thấy Marcus Rashford ở Arsenal. Tôi nghĩ nếu bổ sung Rashford vào hàng công của Arsenal, với tốc độ mà anh ấy đang có, Arsenal sẽ hủy diệt đối phương. Việc bổ sung Rashford vào đội hình cực kỳ tài năng sẽ là một viễn cảnh đáng sợ đối với các kình địch của Arsenal. Marcus Rashford rất nhanh. Tôi nghĩ việc có Rashford sẽ giúp Arsenal đa dạng hơn trong tấn công và tôi rất thích thấy Gabriel Jesus và Marcus Rashford trong cùng một đội. Gây áp lực với cường độ cao như vậy, đó sẽ là một thương vụ xuất sắc và tôi nghĩ rằng có chỗ trong đội hình cho một cầu thủ có khả năng như Rashford vì Gabriel Jesus sẽ không thể chơi mọi trận đấu. Kai Havertz cũng có thể chơi ở một số vai trò khi Rashford gia nhập. Rashford sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho Arsenal và nó sẽ là lời tuyên bố thực sự cho tham vọng của câu lạc bộ. Raphael Varane sẽ hết hạn hợp đồng với Manchester United vào mùa hè và sự ra đi của anh đã được xác nhận. Cựu ngôi sao 31 tuổi của Real Madrid đang tìm kiếm một câu lạc bộ mới sau khi Manchester United quyết định không kích hoạt gia hạn hợp đồng với anh. Trong khi Arsenal có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League mùa trước, thông qua sự hợp tác giữa William Saliba và Gabriel Magalhães. Sagna cho rằng sự xuất hiện của Varane sẽ mang lại tâm lý chiến thắng và sẽ mang đến sự phù hợp hoàn hảo cho hàng thủ Arsenal. Saga giải thích, Raphael Varane là một cầu thủ tuyệt vời và còn rất nhiều điều để cống hiến vì anh ấy mới 31 tuổi. Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho Arsenal. Varane sẽ hoàn toàn phù hợp với bầu không khí của câu lạc bộ vì tâm lý chiến thắng và tính cách của anh ấy. Anh ấy sẽ hòa hợp rất tốt với các cầu thủ trong đội Arsenal vì anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và một người đàn ông tuyệt vời. Tôi đã gặp Raphael Varane vài ngày trước tại trận chung kết Champions League và anh ấy có tinh thần rất tốt. Anh ấy là một người yêu bóng đá hơn bất cứ điều gì. Và anh ấy vẫn có khát khao và khả năng cạnh tranh để chơi ở cấp độ cao nhất trong vài mùa giải nữa. Như là một sự bổ sung cho đội hình Arsenal. Tôi nghĩ Raphael Varane sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho William Saliba hoặc Gabriel và có thể vào đội khi một trong hai cầu thủ đó cần nghỉ ngơi hoặc nếu họ dính chấn thương. Arsenal sẽ có đội ngũ dự bị chất lượng hơn ở trung tâm hàng phòng ngự và Varane sẽ là sự bổ sung tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.